kính. Thưa phần kính lễ nghi thức đã xong, mời quý vị hướng về đức chân dung đức thầy thành kính xá hai xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và xá xong, mời tất cả quý vị chúng ta nhấc những chiếc ghế ra và ngồi tại chỗ để tiến hành bắt đầu khai mạc đại lễ 18 tháng 5.